trước thứ hai là trận trận Việt Nam đó với Trung Quốc, Việt Nam thắng khả năng tối nay là nó mua xe nữa, không để điểm nóng xảy ra thì phải biết lên nói luôn. Do đó tụi em phải bút bắt một chuyên giờ dân ra, còn ai có vé thì vào, ai không vé thì đi về dùng quán. Em vậy là như vậy và đồng thời phải giao người ta ý kiến ủy ban. Nhưng mà chị nhìn thấy nè, tôi muốn cái gì hết, tôi muốn rằng là an ninh thành phố bảo đảm, chứ tôi không muốn cái gì hết, hiểu không? Bây giờ người ta khác rồi, chuyện này còn người ta nói như vậy nè, bên kia người ta cứu người bộ ngoại giao đó chị, cứu họ